sống có bao lâu mà cứ ganh đua nhau hoài, bốn trên lề danh được chi. Cuộc đời sống có bao lâu mà cứ gieo bao sầu đau, để khi nằm xuống có đem được gì theo. Trong đời ai cũng đều buồn phiền, xin đừng hơn thua với nhau. Trong đời ai cũng yêu thật lòng, dù có lúc đầm dành. Bóng tối phía sau tiếng cười, ánh sáng xóa tan niềm đau, giữ lấy trái tim mỗi người để chúng ta là đại gia đình. Chúng ta là đại gia đình. Bóng tối phía sau tiếng cười. Bóng tối phía sau tiếng cười. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Ánh sáng xóa tan niềm đau. Giữ lấy trái tim mọi người. Giữ lấy trái tim mọi người. Để chúng ta là đại gia dễ à. Anh thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Anh biết phải làm gì bây giờ. Anh về gia đình của anh đi. Chị Nam là người tốt. Em không thể làm điều gì có lỗi với chị ấy được. Mình hãy coi nhau như là người xa lạ đi anh. Dễ à, anh không thể bỏ rơi em được. Trời ơi, sao tôi khổ quá vậy trời. Em cảm ơn anh. Anh đã đến với em và đã yêu em. Được như vậy là em hạnh phúc lắm rồi. Ngày mai em sẽ đi xa. Em đi đâu? Em sẽ đến một nơi không có anh. Em muốn chúng mình quên cái cuộc tình tội lỗi này. Dễ ơi, không thấy nó anh ba. Chắc nó chuồn rồi. Tôi gọi số di động nó, không bắt máy. Là lỗi của em. Sao lại đưa cái thằng như vậy vào nhà hàng được chứ? Em đã gây hại cho anh ba. Nói vậy không được. Nếu mà những thằng như vậy nó cố tình vô đây làm vậy, làm sao mà tránh được. Thôi đừng có quản nữa. Bây giờ làm sao tìm cho được thằng Tài? Bằng cách nào để nó khai ra cái thằng thuê nó? Đụng tới bà giám này nó chán sống rồi. Nghĩ lại, tôi đâu có kẻ thù. Cùng lắm
mấy thằng cò đất ngày trước. Thời kỳ nghèo mà mình nhờ hắn mà không trả tiền. Chắc là mấy cái thằng này tôi nghĩ là căm ghét tôi lắm nè. Nhưng mà mấy cái thằng này không dễ gì thuê người làm cái chuyện như vậy đâu. Cũng có thể là kẻ thù của em. Thằng muốn giết em chỉ có một thôi. Chết rồi, là tay trong của nó. Tay trong nào? Nói tôi không hiểu gì hết trơn à. Minh, Minh. Anh hai, như vậy sao được? Sao không được? Từ khi nào mà anh hai mày nói những chuyện đó mà không được em? Em xin lỗi anh hai, nhưng mà như vậy nhất định là không được đâu. Em chết chắc. Anh biết thằng Nguyễn Minh là võ sư có tiếng mà. Nó không giao em cho cảnh sát, mà nó tự giải quyết, coi như là em tiêu luôn. Nè, mày nói mày làm gọn lắm mà. Dạ em thấy là gọn rồi, nhưng mà dòng làm chuyện xấu mà, sơ sẩy lộ đầu này, nó hở đầu kia chút xíu, làm sao mà tránh hết được. Em phòng hờ vậy mà. Mày muốn chết phải không? Dạ đâu có, em đâu dám đại ca. Khốn kiếp, mày tưởng tao đưa mày vô trong đó để cho mày hầu hạ thằng khốn đó bao nhiêu ngày nay chỉ để làm một chuyện đó thôi sao? Em vẫn chưa hiểu ý đại ca. Mày theo tao 5 năm rồi đúng không? Theo mày á, thì một thằng như tao muốn giết một thằng như nó có dễ không? Dạ dễ thôi, nếu như anh muốn nó chết. Sao lại không muốn? Tao muốn giết nó còn hơn bất kỳ một thằng nào. Mối thù của tao với nó, nếu mà tao nói ra chắc mày cũng không tin. Tao thù nó tới mức mà tao muốn nó sống hơn là chết nữa kìa. Sao khó hiểu quá đại ca? Cái chết là sự trừng phạt quá nhẹ cho nó. Tao muốn nó sống, thậm chí sống rất lâu nữa kìa. Rất lâu, để chịu sự đau đớn từng ngày từng giờ. Dằn vặt lương tâm nó. Nó là thằng khốn kiếp, khốn kiếp nhất trên đời. Nhưng tao lại có một cái trở ngại. Đó là con gái của nó, mày hiểu không? Dạ, mà cũng là cháu gái của anh hai mà. Tao chưa bao giờ nhận nó là cháu của tao. Nhưng mà tao không chối bỏ được sự thật nó cũng là cháu tao. Nhiệm vụ của mày đó, hiểu không? Vậy giờ anh hai muốn em làm gì nó? Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con mà. Giết nó đi. Mày phải giết con bé đó chỉ trong ngày hôm nay thôi. Anh hai, em là anh hai. Nó chỉ mới 6 tuổi thôi. Cha nó có lỗi với anh hai thiệt, nhưng mà nó còn quá nhỏ, nó đâu có tội gì anh hai đâu. Tha cho nó đi anh hai. Chuyện này cũng hơi ác, chắc là khó làm. Thôi được rồi, để tao kêu đứa khác vậy. Đừng, đừng mà anh hai. Còn cách nào khác không? Để em làm. Cỡ nào em cũng làm được, miễn là đại ca vui. Dù giết nó em cũng giết nữa. Coi cái mặt mày kìa, làm gì mà căng thẳng dữ vậy? Tao đâu có giết nó, tao chỉ nói chơi thôi. Làm sợ muốn chết luôn. Nè, tao ngửi được cái mùi rất là lạ từ phía của mày đó. Dạ, dạ không có gì đâu anh hai. Tại vì với con bé, chứ còn với Nguyễn Minh thì anh muốn em giết nó, em làm cho anh vui lòng. Nè, mày thương yêu trẻ con thì cũng tốt, nhưng mà những đứa như mày á thì tốt nhất đừng bao giờ có những thứ tình cảm xa xỉ đó. Em đã mất thứ tình cảm đó lâu rồi mà anh hai. Quên chuyện đó đi, đã quá lâu rồi. Không được anh hai. Nếu là anh hai thì anh hai có quên được hay không?
kỳ vậy ta? Dám. Ê anh hai. Mình đâu? Đi gặp Hai Chiếm rồi. Trời sao em không cản lại? Hai Chiếm rất thù Minh, tự nhiên đút đầu vô đó làm gì? Sao em biết em không cản? Em cản quá trời luôn. Nhưng mà bên đó nhất định là chuyện này phải để Minh tự giải quyết. Em nói là em thuê tụi đàn em tụi chém muối của chị Hai đó xử tụi nó. Em nói thiệt với anh, em nói một tiếng là tụi nó làm liền. Em giải quyết như vậy đó hả? Giờ nhưng mà em, mà em hỏi anh Hai, bây giờ mình phải làm sao? Chờ chút nữa đi. Nếu mà Minh không về á thì còn có cách là tới đó. Nhưng mà anh Hai, em có dặn nó rồi, chỉ đứng ở vòng ngoài thôi, nhất định không được đi vô đó. Mà cũng tại anh Hai nữa, tự nhiên khai ra cái địa chỉ của Hai Chiếm chi vậy? Anh, làm việc nhớ cẩn thận đó. Có gì đâu, đừng có lo. Bất quá ngồi tù hoặc là chết, anh Hai đã nói phải làm, tao không thể không làm được. Vậy sao nãy nhắc tới con bé con Minh, anh là bên nó? Em thấy anh Hai không có vui đâu. Hại một đứa trẻ con là việc làm bẩn thỉu, tao không làm được. Anh cũng biết cái nghề của mình không được quyền chọn lựa, trong sạch hay bẩn thỉu. Em chỉ nhắc nhở anh vậy thôi, chứ em thấy ánh mắt anh Hai nhìn anh kỳ lắm. Em sợ anh không tha cho anh đâu. Những lời chú dặn anh nhớ rồi. Cảm ơn chú nha. Anh đi ạ. Không liên quan chút nào hả? Thế không? Em ở đâu rồi? Mau về đi. Anh Hai lo lắng lắm nên cũng tới đây rồi nè. Nó nói thằng mình nghi ngờ á, không có liên quan gì hết á. Vậy ai làm chuyện này? Nó nói về nhà sẽ giải thích. Em thấy nó đang chạy xe nên không dám hỏi nhiều. Em thì không có kẻ thù. Nếu đúng như anh Minh tính á, thì đó là Hai Chiếm. Lúc đầu thì em cũng biết như vậy, nhưng mà sau khi nghe cậu Minh nói á, em chắc chắn là nó chứ không ai hết. Cái thằng đó biết tay em, đụng đến ba giám này là không có được đâu. Em nói cái gì vậy? Bây giờ mình biết ai là ai đâu, đừng có nói càng như vậy. Em không cần biết thằng nào hết, nó là giang hồ. Rồi không lẽ mình sợ nó hả? Em sẽ nhờ tụi đàn em của chị Hai á xử tụi nó. Anh nói không được. Anh đã bao nhiêu lần nói với em rồi, không được là không được. Tại sao không được? Bây giờ em nghĩ coi, chuyện này mình chưa biết ai là ai hết. Anh đang đề phòng chuyện này có thể xảy ra là em với anh Minh có thể xích mích với nhau về chuyện này, không đẹp chút nào hết. Biết rằng vì anh Minh mà Hai Chiếm gây thiệt hại cho nhà em, nhưng mà đây không phải là chuyện nhỏ. Nhà hàng em có thể sập tiệm như chơi. Chuyện Minh có liên quan hay không là chuyện nhỏ, dẹp Minh qua bên đi. Dù cho nhà này có sập tiệm, dù cho em bán cái căn nhà này em ra đường đứng đi chăng nữa, em cũng giải quyết chuyện này tới nơi tới chốn. Bà giám này dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Dạ. Dạ, chị ký giùm em. Cảm ơn chị.
Trời ơi, sao em nói vậy được? Có ai bóp cổ em đâu mà tự nhiên em khai khơi khơi vậy? Em sợ mọi người nghi ngờ lắm. Cả nhà của em trông nhờ vào tiền lương ở đây thôi, nên em sợ. Em sợ gì? Có ai đánh em chưa mà em khai? Có ai bóp cổ em chưa mà em sợ? Nhưng mà em đâu có nói gì đâu, em chỉ nói là gặp anh dưới bếp thôi mà. Trời ơi, tại gì? Tại, vô gặp tôi. Dạ. Vô trong đâu đi. Dạ, em có nghe chuyện nhà hàng à sáng. Vì em có vô nhà bếp, cho nên em sợ anh nghi ngờ em. Anh có thể tin hoặc không tin em, nhưng em tuyệt đối không làm chuyện đó. Em chỉ có vô bếp tìm anh thôi. Lại chiếm xe mày làm chứ gì? Anh Minh à, trước giờ anh đã biết em là đệ tử của Hai Chiếm. Tóm lại anh nghi ngờ em cũng đúng. Nhưng thật sự em không có làm. Em đã đoạn tuyệt với hắn từ lâu rồi. Mày đã đầu độc biết bao nhiêu khách của nhà hàng rồi. Hai Chiếm còn kêu mày làm cái gì nữa? Giết tao phải không? Anh Minh, anh nói gì em không hiểu. Mày sao em lại muốn giết anh? Thằng khốn kiếp, tính mạng của con người sao mày dám làm gì hả? Thù tao thì có thể chém tao, tại sao mày làm hại người khác? Mày muốn gì? Nói đi. Ngày hôm qua mày từ nhà Hai Chiếm làm cái gì hả? Tụi mày không khác gì loài thú, chỉ biết hại người thôi. Tao tiếc là tiếc cho mày, mày không đáng tồi tệ để bỏ đi đâu. Anh Minh ơi, anh Minh, anh ba kêu anh xuống. Tôi xuống liền. Dạ, lại về đó thưa hai anh. Tính tới lúc đó thì chị dọn dẹp á, thấy một mình cậu ấy trong bếp thôi à. Anh nói cậu đó tên gì? Dạ, tên là Tài. Từ trước tới giờ anh Tài có mâu thuẫn gì với nhà hàng không? Ví dụ như lương hưởng không xứng đáng, hay bị la rầy trước mặt các nhân viên khác? Anh nói gì vậy? Làm gì có chuyện mà lương không xứng đáng. Nhà hàng của tôi á, trả lương cho nhân viên á, ở mức cao nhất, cao hơn các nhà hàng khác 20%. Còn những nhân viên mà có lỗi á, đều gặp riêng để nói chuyện. Nói chung phải khoe mấy anh chứ, tôi là người chủ nhà hàng mẫu mực lắm á. Xin anh hãy bình tĩnh. Chúng tôi chỉ là đang tìm hiểu về các chi tiết và dự đoán các hành vi gây án nếu anh ta thật sự là hung thủ. Dạ. Chào hai anh. Tôi là quản lý của nhà hàng này. Con. Má. Con đang suy nghĩ gì vậy? Má, con thích nhất ở đây là vậy. Tối nào con cũng thấy ba má nói chuyện với nhau. Dù hai người đã ở phòng riêng, nhưng mà má, con thấy như vậy vẫn có không khí gia đình. Con nhớ hồi ở Mỹ, khi ba nuôi và má nuôi con còn sống, ba nuôi mắc công chuyện cứ đi hoài, có khi 3-4 ngày, có khi cả tháng mới về. Cũng ít khi nói chuyện hay tâm sự với nhau. Vì vậy, má nuôi con khóc hoài. Tội nghiệp cho Sáu ngoan quá con.
lấy chồng xứ lạ, phải tha phương cả đời, là khổ cho nó rồi. Gặp phải thằng Michel, thương vợ thì thương, nhưng mà độc đoán lắm con. Cái thằng Michel, nó coi thường vai trò người vợ, má biết tính nó từ hồi xưa mà con. Má, hồi đó nếu con biết chuyện thì ba con... Ủa, má sao vậy má? Nãy giờ con thấy má cứ thất thần. Má, có chuyện gì? Má nói con biết đi má. Không có gì đâu con. Má mới nói chuyện với ba. Mà mấy bữa nữa con đi rồi hả? Sao con không cho má hay? Má, cũng chưa đâu má. Còn cả tuần nữa con mới đi mà má. Má cũng không biết sao nữa. Tự nhiên má có cảm giác phải giữ con ở bên cạnh thì má mới yên tâm con à. Má biết từ nhỏ con đã sống trong nền giáo dục của phương Tây. Chắc má hỏi điều này con sẽ thấy mắc cười. Nhưng mà nhiều lần má nghĩ tới ánh mắt, gương mặt của con. Má cứ nghĩ mà điều này cứ ám ảnh má hoài. Là có gì đó sẽ có nhiều điều khắc nghiệt lắm. Nếu con ở bên cạnh má, má sẽ thấy yên tâm hơn con à. Ba má già rồi. Má, cuộc sống của con bây giờ rất đảm bảo an toàn. Má, còn gì phải lo lắng. Má, con của má đẹp trai lại, giàu có, chưa đủ sao? Đủ rồi. Thậm chí còn dư nữa là đằng khác. Nhưng mà ánh mắt của con cho má cảm thấy có những điều không lành, không lành một chút nào con à. Bà sao vậy? Chuyện của con là chuyện công việc. Ở đâu lại có kiểu ngăn cản kỳ lạ vậy? Ai cho tôi là già, lú lẫn gì cũng được. Nhưng mà nó là con tôi mà. Nếu có điều gì lo lắng, cũng phải cho tôi nói chứ. Ông muốn tôi bây giờ mù mắt, câm miệng luôn phải không? Má, ba chỉ nói vậy thôi mà. Má đừng nói nữa mà. Con à, má đã từng không muốn nói, nhưng bây giờ bắt buộc phải nói. Ba con là người gia trưởng, ít khi nào chịu nghe ý kiến của má lắm con à. Má đã biết chuyện này từ lâu rồi con à. Những chuyện má nói với con nghe cũng được, không nghe cũng được, má cũng phải để con đi thôi con à. Má của con cũng thiệt là, ba hồi thì tôn trọng ba, ba hồi thì coi ba như con ruồi con muỗi không bằng. Tánh tình gì mà càng già càng lạ kỳ không biết. Ba, má căng thẳng quá, tại vì má lo cho con. Không thể lấy sự lo lắng ra lý giải cho những việc hồ đồ của má con được. Bà thấy buồn lòng lắm con ạ. À.
Cách đây mấy bữa, trước khi tài sinh về quê, tôi cũng có nhờ cậu làm giúp tôi mấy chuyện riêng. Chính vì vậy, lúc lên đây, cậu tìm tôi là chuyện bình thường. Tôi nghĩ vậy. Các nhân viên nhà hàng ở đây đều biết, hiện tại anh vắng mặt. Chỉ có anh Tài là không biết. Anh Tài, anh nói gì về điều này? À, tôi không hề biết là anh Minh có tổ chức đám cưới. Tôi thấy ở đây có một điều lạ. Anh Tài do anh Minh nhận vào làm việc ở nhà hàng này, như lời anh Minh khai lúc nãy. Nhưng khi đám cưới anh Minh diễn ra tại nhà hàng này thì anh Minh không biết. Nhưng chuyện không hề có một chút thông tin về sự việc này thật là khó hiểu. Đám cưới của tôi quyết định diễn ra chỉ trong 3 ngày, rất là nhanh. Cậu Tài xin về quê 1 tuần, ngay trước ngày cưới của tôi 2 ngày. Cậu ta không có điện thoại di động. Tôi không có cách nào để liên lạc với cậu ta được. Theo phía yêu cầu của người bị hại, thì người gây ra vụ án này cần phải bị pháp luật trừng trị thích đáng. Những lời khai của các anh đây, chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp tục điều tra trong thời gian tới. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng trong quá trình điều tra này thì các vị có liên quan đây tạm thời không rời khỏi nơi thường trú để không gây khó khăn cho quá trình điều tra của chúng tôi. Mong quý vị hợp tác. Chào các anh. Chào. Mày! Anh bạn nghỉ sớm đi. Tôi về. Khánh mới gọi điện. Tại sao cậu lại nói dối tôi? Chuyện gì anh ba? Thằng Tài làm phải không? Không phải. Nói dối chính là nó. Tự nhiên xảy ra cái chuyện này, tao không vui chút nào hết. Vậy tính sao đại ca? Tao đang có những chuyện lớn, nếu từ đây mà tụi cấm phát hiện ra, coi như xong. Dạ chắc anh Tài khai quá đại ca. Mấy thằng công an đó chỉ đích danh tìm nó, chắc nó bị lộ. Nếu mà nó bị tụi cảnh sát bắt thì sớm muộn gì nó cũng sẽ khai ra thôi. Chắc không đâu đại ca. Anh Tài đã theo đại ca nhiều năm rồi, không thể nào bắn đứng đại ca đâu. Không lẽ vận mạng của tao bây giờ phải phụ thuộc vào lòng hảo tâm của nó à? Long. Dạ. Mày qua bên đó tìm cách đưa nó về đây. Nếu thấy không im á, mày xử nó luôn cho tao. Dạ đại ca. Ba không thể nói với con giống như là má của con. Nhưng mà thiệt lòng thì ba cũng mong con ở lại Việt Nam. Con ở nhà mình không bao lâu, nhưng lại đúng vào lúc nhà mình đang có chuyện. Ba hiểu được tấm lòng của con. Ba, con thấy mình chưa làm được gì. Quan trọng không phải là chuyện con có làm được hay không, mà là con có muốn làm hay không.
Nhà mình thì đông con, nhưng lúc nào ba cũng có cảm giác mình phải ra sức chèo chống một mình. Nhưng từ lúc có con về, ba thấy mình còn có người chèo chống bên ba. Ba mừng lắm. Ba, con sao được như anh hai anh ba? Con nghĩ không riêng mình con, mà cả nhà mình, mỗi người phải cùng nhau góp sức chèo chống. Còn chút thời gian, ba nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi ba. Nếu được như vậy thì ba cũng mừng. Ba, lỡ sau này ba biết chuyện gì đó của con, ba trách con cũng chịu. Nhưng ba sẽ không ghét con, đúng không ba? Làm sao mà ba ghét con nữa. Nhưng mà ba tin chắc rằng con sẽ không mắc gì sai lầm để ba má buồn. Anh làm như vậy có phải tệ lắm không? Bây giờ anh cũng nghĩ không hiểu tại sao lúc đó anh lại làm như vậy. Chắc anh điên rồi. Em hiểu cảm giác đó của anh mà. Ít ra cũng có chút lương tâm. Cái thằng đó, nếu như nó cứ nghe lời hai chiếm thì bích dân nhà mình. Thôi, nghĩ tới là em thấy sợ rồi. Anh vừa thấy lo lắng khó nghĩ nữa. Nếu cứ để nó ở với Hiền thì có thể an toàn hơn. Nhưng nguy hiểm rình rập thì cô Hiền không lường hết được. Nó ở với anh thì thuận lợi rất nhiều. Bây giờ không biết tính như thế nào hết. Từ từ đi anh, chuyện gì mình cũng có cách hết á. Cũng may là có em thông cảm cho anh đó. Nhưng mà còn anh ba, anh biết bây giờ anh ba sẽ nhìn anh bằng một cặp mắt khác. Nếu như anh muốn giải thích, để em giải thích với anh ba nha. Không cần. Để anh giải thích cho. Anh giải thích anh ba sẽ hiểu anh nhiều hơn. Còn bây giờ thì mình nói chuyện khác nghe. Em cứ vô nhà không? Thôi em đi về nghe. Không vô thăm má hả? Thôi em có việc rồi. Mà nè, lần sau á nhớ kiếm anh nào đi chơi đưa đón nha. Chứ em đâu có thời gian đâu mà đón chị hoài. Không có thèm đâu, tại má không cho chị đi một mình chứ bộ. Má thì cái gì cũng lo. Chị gần 30 tuổi rồi, phải không? Nếu lo là lo chị ế kìa. Em nghĩ á, có một ngày chị với má lên chùa cầu khẩn. Em đi lễ Phật cầu chồng, Phật cười Phật bảo đàn ông hết rồi. Kỹ à, về đi. Ở đó mà ghẹo người ta. Em đi nha. Đi cẩn thận thôi. Chúng ta không tin Quỳnh chiếm được. Việc luân chuyển tiền bạc ở Việt Nam hiện nay, Quỳnh chiếm đã có ý định qua mắt chúng ta nhiều lần. Nếu không có người của mình, khó có thể kiểm soát được. Nhưng sếp không thích cậu ở Việt Nam quá lâu. Cậu là cánh tay phải của ông, phải quay về để cho người khác qua. Tôi là người theo vụ này đã lâu, ai qua đây chắc cũng khó làm được như tôi.
Gần đây thấy cậu thường cứ thay đổi lệnh của sếp, tôi cho đó là việc làm không mấy khôn ngoan đâu. Chú Bảy, chú làm cùng với ba tôi lâu năm như vậy, có thể nào nể mặt ba tôi xin lại giùm với sếp cho tôi nhận khu vực Đông Nam Á không? Vì gia đình cậu phải không? Chú giúp tôi được chứ? Tôi sẽ thử. Chào cậu. Ủa má, con về hồi nào? Đói bụng chưa con? Để má đi hâm thức ăn cho con ăn nha. Sao má không vô nhà ngủ mà lại ngồi ở đây? Má đợi con mà. Con về trễ cỡ nào má cũng đợi con hết. Phải có người dọn cơm cho con ăn chứ. Con hay làm biếng rồi lại bỏ cơm, má biết mà. Để má đi dọn cơm. Kìa. Má, con xin lỗi má. Gì vậy con? Con đã làm những chuyện gì đây? Con tự cho mình là ai không biết. Tệ thiệt. Sao con lại có quyền làm cho bàn tay má gầy hơn, tóc má bạc hơn? Con không xứng đáng là con má. Con bất hạnh, thiếu thốn tình cha. Con chỉ vì má, má thương con lắm, má làm cho con phải đau khổ. Má đừng nói vậy má. Con có mặt trên cõi đời này cũng nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của má.
Con chưa đền đáp được gì cho má mà. Má thương con. Trái tim mọi người để chúng ta.